Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ với video này, mình sẽ hướng dẫn mọi người lấy thêm một cái auger, cái Rolly auger của cái mạng lưới Arbitrum Credit Code. Thì hồi hôm mình cũng đã có hướng dẫn mọi người đó là lấy chín cái Rolly rồi. Thì vừa làm xong cái video thì nó đã, thì vừa làm xong cái video đó thì nó ra một cái Rolly mới, đó là cái Rolly đó là về Hop Protocol. Thì về cái phần hop này thì nó yêu cầu chúng ta đó là phải tạo một cái thanh khoản là thanh khoản LB khoản là 0,01 hop. Thì rất là rẻ thôi các bạn, khoản là không, các bạn chỉ cần là có 0,01 đô thôi nhé. Các bạn chỉ cần là 0,01 USDC ấy, hoặc là USDT thì các bạn có thể là làm được rồi nhé. Thì để lấy cái Rolly này thì hiện tại thì nó đã ra, lấy Rolly mới rồi. Thì nhiều bạn không biết cách lấy á, thì bây giờ mình sẽ làm video hướng dẫn cho mọi người nhé. Để lấy cái Rolly này thì lấy đủ các Rolly ấy thì những cái Rolly này cũng là cái một cái điểm cộng. Thì điểm cộng này đó là rejoin tick khi mà họ ra mainnet nhé. Thì hồi hôm ở video này mình cũng đã nói rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn mọi người là lấy thêm cái Rolly này. Ok, thì để lấy cái Rolly này thì ở cái Rolly này thì nó yêu cầu chúng ta đó là nó có bốn điều kiện này, nó có bốn cái để chúng ta chọn này, đó là ETH hoặc là USDT hoặc là USDC hoặc là đồng DAI. Thì ba cái đồng này đều là stable coin hết các bạn. Thì ở đây thì mình khuyên các bạn là nên dùng là USDC cho nhanh gọn nhé. Thì đối với bạn nào mà đang có USDC sẵn ở trên mạng lưới Arbitrum On ấy thì các bạn lấy làm luôn, các bạn không cần swap đâu nhé. Còn bạn nào mà chưa có USDC, đối với bạn nào mà chưa có USDC thì các bạn vào sàn Uniswap hoặc là sàn SushiSwap. Các bạn mua khoảng là 0,05 USDC thôi là được nhé. Tại vì chúng ta chỉ cần đó là 0,01 đô thôi các bạn nhé, 0,01 đô là được rồi. Ok, thì ở đây thì hiện tại mình chưa có USDC thì bây giờ mình sẽ vào sàn SushiSwap, mình sẽ mua USDC. Ok, thì bây giờ mình sẽ swap sang USDC. Thì đối với thì các bạn chỉ cần là khoảng là 0,01 đô thôi nhé, là các bạn làm được rồi nhé. Ok, thì ở đây mình sẽ mua là 0,1 luôn, hoặc là mình sẽ mua 1 luôn cũng được, trừ đó để sau này có gì làm. Ok, mình sẽ mua là 1 đô, mình swap sang 1 đô nhé. Và các bạn lưu ý thì các bạn là ở bên mạng lưới Arbitrum nha các bạn, ở trên với MetaMask của các bạn ấy, các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Arbitrum. Thì đối với bạn nào mà đã có USDC sẵn ở trên mạng lưới Arbitrum rồi thì các bạn lấy các bạn làm luôn nhé. Đây nè nhé, bạn nào mà đã có USDC sẵn ở trên khoảng là 0,01 thôi nhé, khoảng là 0,01 USDC thôi thì các bạn làm rồi, các bạn không cần swap đâu. Tại vì mình hiện tại thì quỹ của mình không có USDC, với lại là không có USDT nhé, với lại đồng DAI, cho nên là mình còn phải swap. Còn đối với bạn nào mà đã có USDT với lại là USDC hoặc là đồng DAI này đang có sẵn ở trên ví MetaMask ở bên mạng lưới Arbitrum á, thì các bạn lấy các bạn làm luôn nhé. Ok, thì sau khi các bạn đã có USDC rồi thì bây giờ chúng ta các bạn qua cái link sàn đó là đây là một cái Brine thôi nha các bạn, đó là Hop Protocol. Thì Hop Protocol này thì đây là một cái Brine thôi, hiện tại nó đang hỗ trợ khoảng là 5 mạng lưới nha. Ok, thì ở trên Hop Protocol này thì các bạn chỉ cần connect thôi nha. Thì link mấy cái link này mình sẽ để dưới phần mô tả video cho mọi người. Thì ở đây mình sẽ lót và connect lại nhé. Ok, thì sàn Hop rồi, sau khi các bạn đã có USDC rồi thì các bạn vào Hop Protocol này, các bạn connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn, mạng lưới Arbitrum nha các bạn. Ok, chúng ta connect này, thì sau khi connect xong thì cái địa chỉ ví của các bạn nó sẽ hiện ra thôi nha. Ok, thì tiếp theo đó, sau khi connect ví xong thì nó sẽ có các cái mục, đó là một send, một bull và một convert và một stake. Thì để add liquid, để add cái pool là 0,01 này, 0,01 hop LB này.
Thì hiện tại thì mình đang có USDC, thì tiếp theo đó thì các bạn chọn qua cho mình cái mục là một convert nhé. Các bạn chọn cho mình qua cái mục convert, thì ở phần mục convert này nó sẽ hiện ra như thế này. Thì các bạn chọn qua cho mình cái mục convert, thì ở đây đầu tiên là mạng lưới, thì các bạn nhấn vào và các bạn chuyển sang, các bạn chọn cho mình là mạng lưới Arbitrum. Ok, tiếp theo đó thì ở phần token này thì các bạn nhấn vào. Sau đó thì đối với bạn nào mà đang có USDC hoặc là USDT hoặc là đồng DAI thì các bạn chọn đồng đó nhé. Thì hiện tại mình vừa swap sang USDC, mình đang có USDC thì mình sẽ chọn là USDC. Đấy. Và tiếp theo đó thì các bạn cần phải cover qua là con là HUSDC. Thì H có nghĩa là cái đồng nó được wrap từ hot protocol đó các bạn, nó để đánh ký hiệu kiểu như ký hiệu cho mình dễ biết thôi. Ok, thì hiện tại thì hồi nãy mình đã swap, mình đang có một USDC, thì bây giờ mình sẽ convert qua sang là HUSDC nha. Còn đối với bạn nào mà đang có USDT sẵn thì các bạn chọn cho mình đó là USDT thôi, rồi các bạn convert từ USDT sang HUSDT thôi nhé, đơn giản thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ convert là 0,01 đây, 0,011 nhé, 0,011 đi. Ok, thì ở trên đây thì nó yêu cầu chỉ là 0,01 thôi. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ convert. Thì sau khi các bạn điền lại số lượng convert xong thì ở dưới đây nó sẽ hiện ra là số lượng các bạn nhận được là HUSDC nhé. Thì nó trừ một lượng phí nhỏ đi, khoảng là 0,00 mấy. Ok, sau khi điền số lượng xong thì các bạn nhấn nút Approve. Tiếp theo đó thì các bạn tiếp tục nhấn nút Approve, rồi các bạn xác thực ở trên ví MetaMask của các bạn thôi. Ok, thì các bạn cũng cần phải trả một lượng phí nhỏ nha các bạn. Phí giao dịch này 0,29 đô này. Ok, các bạn xác nhận thôi. 0,2 chia 29 đô ETH nhé. Các bạn trả phí giao dịch bằng ETH bên mạng lưới Arbitrum nha. Ok, thì sau khi các bạn approve xong thì cái nút convert nó sẽ hiện ra. Thì bây giờ các bạn chỉ cần nhấn nút convert thôi. Ok, tiếp theo đó các bạn nhấn nút convert. Rồi các bạn xác thực ở trên ví MetaMask. Ok, các bạn xác thực, xác nhận này. Thì sau khi các bạn xác nhận xong thì các bạn đợi trên mạng lưới nó xác nhận nhé. Đợi trên mạng lưới nó xác nhận thì các bạn sẽ nhận được là HUSDC thôi. Ok, thì sau khi các bạn nhận được HUSDC rồi thì các bạn bây giờ các bạn chuyển sang một bull với mình. Các bạn chuyển sang một bull, các bạn nhìn ở phía bên trên. Từ convert mình đã convert xong rồi thì bây giờ các bạn chuyển sang một bull nhé, các bạn chọn sang một bull. Ok, tiếp theo đó thì các bạn chọn token. Thì đối với token này của bạn này thì các bạn nào vừa chọn cái gì? Các bạn vừa convert con USDC hay là USDT thì bây giờ các bạn chọn lại con đó thôi. Thì mình vừa convert USDC thì mình sẽ chọn là USDC và ở bên mạng lưới Arbitrum nhé. Các bạn chọn là Arbitrum nhé. Ok, tiếp theo đó là chúng ta cần phải là ấy, thì các bạn nhìn ở dưới đây là HUSDC này. Thì hồi nãy mình convert là 0,011 thì bây giờ mình sẽ nhấn là mask luôn nhé. Các bạn chỉ cần nhấn nút mask thôi. Ok, thì LB hiện tại là khoảng là TVL. Ok, và các bạn lưu ý này. Thì ở bên một bull này này nhá. Và các bạn nhìn ở phía dần ở phía là hop USDC coin này là cái con mà các bạn vừa cover ra là HUSDC. Còn cái ô ở trên các bạn không được động tới nhé. Cái ô ở trên các bạn giữ nguyên, các bạn không được điền cái gì nha. Các bạn chỉ cần điền là số lượng là 0,01 là các bạn vừa convert qua con là HUSDC này nhé. Các bạn chỉ cần nhấn mask này và sẽ tự động điền cho các bạn thôi. Ok, thì tiếp theo đó thì các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn nhấn nút Ask Limit. Ok, sau đó các bạn nhấn nút Approve. Sau đó các bạn xác thực ở trên ví MetaMask của các bạn. Ok, thì sau đó nó sẽ hiện ra cái nút là add limit một lần nữa nha các bạn nhá. Thì sau khi các bạn nhấn nút add giờ limit xong ấy thì nó sẽ hiện ra thêm một cái bảng như thế này là add limit, các bạn nhấn nút add limit một lần nữa. Rồi các bạn là cái ví MetaMask nó sẽ hiện ra và các bạn xác thực thêm một lần nữa là xong thôi, là chúng ta đã add thành công nhé. Ok, như vậy là mình đã add thành công.
Thì sau khi các bạn add xong thì cái mục bool này nè, cái mục LB token nó sẽ hiện ra, đó là chúng ta đã hơn là 0.01 nhá. Thì ở bên điều kiện này nó yêu cầu đó là 0.01 thôi. Đấy. Ok, thì sau khi các bạn add xong thì nó sẽ tự động hiện ra là you have access, có nghĩa là các bạn đã có role rồi nha. Thì hồi nãy mình chưa có role thì bây giờ là đã hiện ra role rồi nhá. Thì đây là cái trang hồi hôm mình đã ưa thôi, đó là cái trang là gold.xyz.arbitrum này nha. Các bạn chỉ cần vào đây các bạn connect rồi các bạn kiểm tra thôi. Các bạn kiểm tra, các bạn kéo xuống bên dưới các bạn kiểm tra nhé. Ok, thì mình vừa add xong thì nó đã hiện ra rồi. Thì đối với bạn nào mà muốn remote ấy, mà thì các bạn khỏi cần remote cũng được nhé, tại vì giá trị nó thấp thôi, 0.01 đô thôi, remote làm gì, các bạn cứ giữ nó luôn. Còn bạn nào muốn remote thì nhấn vào nút remote liquidity thôi nhé, là xong. Rồi các bạn xác thực ở trên ví rồi các bạn rút USDC về lại thôi. Thì rút xong thì các bạn qua một convert này này nhé, các bạn mở ra một convert, các bạn convert từ hub sang lại thôi. Cái này không phải các bạn, mình nhầm. Ok, thì cái số lượng của nó nhỏ quá thì các bạn cứ giữ nguyên đó nhé. Thì nhiều khi các bạn mà remote xong thì cái role của bạn nó sẽ bị mất đi nhé. Ok, thì tiếp theo đó thì các bạn có thể là vào cái trang cái Discord của họ nhé, cái trang Discord của họ, Discord của Arbitrum này, đây logo Arbitrum này, rồi các bạn chọn qua mục Starter. Thì trong mục Starter này hồi hôm mình đã hướng dẫn rồi, các bạn chỉ cần nhấn vào nút Join Arbitrum thôi. Cái ở con bot gold này này các bạn nhấn nút join Arbitrum để các bạn kiểm tra cái role của các bạn đã có chưa nha. Ok, thì hiện tại thì mình đã làm xong rồi, thì nó sẽ hiện lên là hub farm này đó, nó sẽ hiện ra cái role của bạn ở trên đây và nó hiện dấu tích màu quê, những cái role mà hiện dấu tích màu quê như thế này thì các bạn đã hoàn thành xong rồi nha. Để kiểm tra thì các bạn qua cái những cái mục khác, các bạn nhắn 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 tin thôi, các bạn nhắn một tin bất kỳ lên rồi rồi các bạn nhắn vào cái tên của các bạn này. Rồi các bạn kiểm tra thôi. Đây là những cái role mà chúng ta đã lấy này, nó hiện đây hết này. Đấy. Ok, thì như vậy là xong thôi. Ok, thì như vậy là cái video mình update, mình hướng dẫn các bạn lấy thêm một cái role thứ 10 của Discord mạng lưới Arbitrum đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.